bản như vừa rồi nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng giấy dụng thủy ngân màu vàng. Theo là cái này là lưới tuyết này. Đây là cái lưới này, cái lưới gọi là lưới cuộn. Cái này gọi là lưới cuộn nha các bạn. Tiếp theo là những cái cành điểm như thế này. Cành này thì các bạn có thể sử dụng những cái mà các bạn có, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái đây là gọi là kẽm xù màu vàng. Đó. Cái không thể thiếu đó chính là keo, cái súng bắn keo. Tiếp theo là kìm cắt, kìm kéo. Sau khi chúng ta cắt được một cái hình vuông như này, một cái tờ giấy hình vuông như này nhé, thì các bạn sẽ cắt xuống đây. Sau đó thì chúng ta sẽ sau khi xong thì các bạn sẽ nhìn cái này, các hai bên này, sau đó thì là như vậy là chúng ta đã xong một bên. Dạ. Cái phần tiếp theo thì cái bên này chúng ta sẽ làm tương tự nha các bạn nhé. Làm xong hai bên thì chúng ta sẽ được cái đoạn như thần tài như thế này. Cái phần tiếp theo chúng ta sẽ đọc ở bên dưới này nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng một tờ giấy này. Sau khi cắt xong được hai tờ như thế này, đó, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành bọc nhé. Các bạn để một tờ lên đây này, sau đó thì chúng ta sẽ ấp lên đây để cho nó cân đều đều hai bên và cảm thấy nó đã cân rồi nhé. Thì các bạn bọc. Đầu tiên, để tiếp theo chúng ta cho vào đây và chúng ta làm tương tự như các bạn nhé. Mình làm tất cả các cái trang trí này nó có tất cả đa dạng những cái kiểu trang trí để cho các bạn có thể tham khảo với các cách khác nhau, cũng như là khi mà các bạn có những cái nguyên liệu không có đầy đủ thì các bạn cũng có thể có được những cái mẫu mà các bạn mong muốn. Và cái thứ hai nữa là nếu như bạn nào mà hôm nay lần đầu mới xem video này thì các bạn hãy quay lại cái danh sách khác là quản thần tài để các bạn có thể xem rất là nhiều những cái mẫu khác nha các bạn nhé. Và ngoài ra thì những cái mẫu mà các bạn chưa biết cách làm như nào thì các bạn hãy inbox cho mình qua Facebook hoặc là Zalo, mình để cái link mô tả đấy ở phần mô tả thì các bạn gửi cho mình và mình sẽ nghiên cứu để làm và hướng dẫn cho các bạn nha các bạn nhé. Dạ. Đấy, chúng ta sẽ xé ra và như vậy là chúng ta đã xong phần bên dưới của cái quản thần tài. Dạ. Đến cái phần tiếp theo chúng ta sẽ trang trí ở trên này. Dạ. Đây là miếng bìa thần thánh có thể giúp cho chúng ta có được mọi mẫu mà chúng ta mong muốn. Dạ. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái miếng bìa này và một miếng cái giấy dây để chúng ta buộc.
bạn nhớ chú ý nhé, chúng ta sẽ dán như thế này và chúng ta sẽ ốp cái này vào nhé. Còn nếu như chúng ta dán ở đây và chúng ta sẽ dán thì với đây như chúng ta dán như thế này nhé các bạn này. Nếu như các bạn dán bằng mặt này không ở đây thì cái của chúng ta rất là chắc chắn. Còn nếu như chúng ta sẽ dán buộc như thế này thì cái chỗ này là nặng này, thì sẽ rất là dễ bị rơi ra, được chưa? Dù nó chắc đến đâu thì chắc, nhưng mà nó khi nó rơi là rơi cả cái miếng thân của cái giấy này. Chính vì vậy nên là nó sẽ làm cho cái hoa của chúng ta nó rơi ra như vậy, nó sẽ rất là xấu và ảnh hưởng đến chất lượng, được không? Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái lưới này. Đây các bạn nhé, chúng ta sẽ sử dụng cái lưới này để chúng ta sẽ cắt làm ba đoạn. Cắt ba giải bằng nhau nhé. Đó. Sau đó thì các bạn nhìn lại. Tiếp theo là các bạn để chưa ạ? Đó thì các bạn nhìn này, chưa ạ? Sau khi mà chúng ta ghi rồi thì các bạn để vào đây, chưa ạ? Chúng ta để vào đây này, các bạn nhìn này, chúng ta để đây vào cho sau đó thì chúng ta dán lại. Như thế này thì khi mà mình dán như thế này thì sẽ có, mình nghĩ là sẽ có những bạn thắc mắc là làm sao để chúng ta có thể buộc được khi mà chúng ta để như này, đúng không ạ? Đây như các bạn nhìn này, cái lưới này rất là thưa, chính vì thế chúng ta sẽ cắm vào đây. Đó. Cắm như này. Đó, như vậy là chúng ta đã có cái để buộc rồi, được chưa nào? Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trang trí nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ trang trí như bình thường, được chưa? Đầu tiên thì các bạn sẽ dùng cái này. Đây, các bạn, chúng ta sẽ kiếm một cái vòng tròn này chúng ta. Để các bạn tạo được cái nơ xo ấy. Sau đó thì các bạn dán lên đây. Chúng ta đã được cái đầu tiên nhé. Đây ạ. Đó. Cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ dán những cái cọ này. Okay. Các bạn chú ý đây. Các bạn nhìn nhé. Khi mà cái này nó có những cái vắt ngang như thế này thì mới đầu nói thật với các bạn là mình không biết ấy, mà mình cũng cứ để cắt đi cái này, nhưng thực chất đây chính là cái mà nó kết nối giữa cái cứng này với cái này nó mềm, chính vì thế nó làm cho cái lá của chúng ta nó sẽ đứng. Thì do đó chúng ta khi mà chúng ta làm thì các bạn nhớ là chúng ta giữ lại cái này nhá, để cho cái lá của chúng ta nó được
là giữ như là cái mà chúng ta mong muốn, được chưa? Đó, các bạn sẽ sử dụng hai cái lá để chúng ta đệm lên. Chưa? Đó là xong cái phần tiếp nhé, cái lá nhé. Đến tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng những cái lá này để chúng ta trang trí nhé. Tiếp theo các bạn sử dụng cái lá này để chúng ta sẽ trang trí xung quanh. Xong cái phần này như thế dưới như này, được chưa? Đó. Cái phần tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng cái bông hoa chúng ta dán lên đây. Đây, ở đây bông hoa này nó lên nhà, các bạn cắt bớt đi. Vậy là chúng ta đã xong cái phần này nhé. À, sau đó thì chúng ta sẽ buộc cái này vào đây các bạn nhìn. Một cái nữa chúng ta có thể trang trí đó chính là các bạn sử dụng cái này nhé, các bạn uốn này, uốn vòng để chúng ta tạo cái lò xo ấy các bạn. À, các bạn cho này để uốn. Các bạn cuốn từ bé đến to nhé, được chưa? Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ để vào đây. Các bạn làm tương tự với cái bên cạnh nhé. Đây.
Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ trang trí thêm một vài cái hạt ngọc trai lên đây nhé các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái mẫu hoạn thần tài này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc cho tất cả các bạn là luôn có những ý tưởng tuyệt vời để tạo ra những cái tác phẩm thật là đẹp. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới nhé, mình sẽ trả lời cho các bạn. Và các bạn nhớ đây, mình có bán tất cả các nguyên vật liệu cũng như là thành phẩm của cái hoạn thần tài này. Chính vì vậy nếu như bạn nào mà có nhu cầu mua thì các bạn hãy vào cái link mà mình để ở phần mô tả để các bạn có thể liên hệ với mình và có thể mua được những cái nguyên liệu này nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.